Sau scandal thao túng bạn trai, Seo Jae-ji quay trở lại và vẫn tiếp tục đồng hành cùng công ty cũ. Sau loạt scandal thao túng bạn trai, không kính nghiệp, đen nữ Seo Jae-ji quay trở lại với bộ phim mới, vẫn tiếp tục đồng hành với công ty quản lý cũ. Theo Star News, Seo Jae-ji đã gia hạn hợp đồng với công ty quản lý hiện tại. Cả hai vẫn hợp tác dựa trên sự tin tưởng sâu sắc đối với nhau. Trước đó, tin nhắn của Seo Jae-ji với nam diễn viên Kim Jong-hun, người yêu cũ của cô được tiết lộ vào tháng 4, làm dấy lên tranh cãi về cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên. Được biết, nữ diễn viên đã yêu cầu bạn trai không được đóng cảnh tình cảm, không được chạm vào bạn diễn, thậm chí là phải lạnh lùng, cư xử thô lỗ trên phim trường, sửa kịch bản để loại bỏ cảnh yêu đương. Sau khi tin nhắn này được tiết lộ, Seo Jae-ji đã nhận vô số lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. Hậu quả lớn nhất, nữ diễn viên đã mất đi vai diễn lớn trong phim mới Island. Theo thông tin, đây là vai diễn được Donnie đóng giày cho Seo Jae-ji. Tuy nhiên, sau nhiều scandal, công ty quản lý một lần nữa bắt tay với người đẹp và hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho Seo Jae-ji trong sự nghiệp diễn xuất. Seo Jae-ji ra mắt năm 2013 với bộ phim truyền hình Potato Star của đài TVN. Kể từ đó, cô đã trở nên nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình như Save Me, Lawless Lawyers, It's Okay Not to Be Okay và By Quantum Physics, A Nightfly Venture. Hiện nữ diễn viên đang quay bộ phim truyền hình Eve Scandal, dự kiến phát sóng vào nửa đầu năm sau. Bộ phim xoay quanh vụ kiện ly hôn trị giá 2.000 tỷ won của một tập đoàn khuynh đảo Hàn Quốc với sự tham gia của các diễn viên Park Byung Eun, Yoo Seung Jap và Lee Jang Chop. Đây là bộ phim đánh dấu sự quay trở lại của điên nữ sau những bê bối đời tư trong quá khứ.